Xin chào các bạn đang theo dõi truyện Sông vào ngõ âm dương do Đam Mỹ Tường truyện thực hiện. Hồi thứ nhất, bức họa da người. Mặt trời giữa trưa gay gắt đến cực điểm, không khí giống như bị nướng đến run rẩy, làm người ta có ảo giác không gian bị vặn vẹo. Đường lớn cạnh ga tàu điện ngầm bóng loáng không thôi, chỉ có mấy chiếc xe vội vàng qua lại. Trên vỉa hè bên kia đường, người đi đường cùng chung ý tưởng là đi dưới bóng râm, ngược lại tạo thành một lối đi đông đúc chật chội. Mà bên kia đường, dưới ánh mắt mặt trời chói chang, lại không lấy một bóng người. Xe hơi và xe đạp dùng chung đậu đầy lối đi bộ gần cửa ga tàu điện, chỉ để lại một con đường hẹp vừa đủ một người đi qua. Một người trẻ tuổi bước ra từ cửa tàu điện. Người này mặc áo thun trắng, áo sơ mi khoác ngoài kẻ ô đỏ, tay áo sáng đến khuỷu tay, cổ tay đeo một sợi dây đỏ cũ kỹ sâu một tăm đồng tiền hình tròn. Người thanh niên mặc quần dài đen, mang giày cao cổ, vai đeo ba lô, ngũ quan tuấn tú, khí chất ôn hòa như gió xuân. Thời tiết nóng bức, người thanh niên trẻ lại nhẹ nhàng khoan khoái như một cơn gió lạnh quất vào mặt, bất tri bất giác khiến mọi người cảm thấy hơi nóng khó chịu quanh thân giảm bớt không ít, bản thân cũng theo đó mà mát mẻ hơn nhiều. Trần Dương dựa theo bản đồ điện tử mà đi vào một xã khu rời xa đường lớn huyên náo, không khí thanh tĩnh không ít. Quanh xã khu là cây cối tươi tốt, đi dưới bóng cây ven đường, sự nóng bức bị xua tan. Xã khu Tây, tòa nhà số 10, Trần Dương ngẩng đầu, quẹo trái, đi thẳng. Trước mặt cậu chính là địa chỉ trên công văn nhậm chức, phòng quản lý Đại Phúc, số 10, xã khu Tây, Thâm Xuân. Nhưng trước mặt cậu chỉ là một chung cư, không thấy nửa chữ phòng quản lý Đại Phúc. Trần Dương hỏi một bác gái vừa đi ra khỏi khu chung cư, bác gái chỉ về một con đường nhỏ rồi nói, từ chỗ này đi thẳng đến đó là tới. Con đường nhỏ phía trước chất đầy ô tô và xe đạp, còn có 4-5 xe đạp dùng chung. Trần Dương đi về phía con đường nhỏ, đi vào một con đường đá chật hẹp rập bóng mát, thật vất vả đi qua. Trước là một tòa nhà cũ 6 tầng. Cậu đi vào sân, nhìn cái bảng hiệu to bằng thiết bên trái cổng lớn, trên đó có ghi Văn phòng Đại Phúc, xã khu Tây, Thâm Xuân. Trần Dương tiến vào đại sảnh, nơi này không trang nghiêm giống mấy văn phòng quản lý khu bình thường, không có các dãy ghế ngồi chờ và các quầy làm thủ tục. Trái lại, giống một cái phòng khách gia đình bình thường, có sofa, bàn trà và một bức tranh sơn thủy teo trường. Đó là phía trên, phòng trái. Còn ở bên phải là một cái bàn thờ hình chữ nhật, trên bàn thờ là lư hương, hai cái ly nước và hai ly rượu cùng hai phần ngũ cung. Ngũ cung chính là đồ cúng bình thường, hương, hoa, đèn, nước, hoa vả. Sau bàn thờ và lư hương chính là hai bức vẽ sư tổ, một vị là Trương Thiên Sư, phái Thiên Sư, một vị là Tam Mao Chân Nhân, phái Mao Sơn. Trần Dương co rút cái khóe miệng, thầm nghĩ nếu cậu là sư tổ thì dù thế nào cũng phải bạt tay cái đám người thờ cúng họ. Người ta đường đường là sư tổ, ngay cả chỗ ở cũng không có, còn phải chen chúc nhau trên một cái bàn thờ với người khác, thật bực bội. Trần Dương lắc đầu, bỗng cậu khựng lại cao mày, cậu nhớ rõ đây là phòng quản lý xã khu mà. Nói khoa học, nói lý lẽ, thờ cúng hai vị sư tổ của hai phái là sao? Chẳng lẽ cậu đến nhầm chỗ? Trần Dương yên lặng xoay người, biết ngay sau đó có chuyện tốt như vậy chứ. Mới vừa tốt nghiệp, người ta liền gửi thư mời, còn là trưởng phòng khu quản lý xã khu nữa. Quả nhiên không đáng tin. Mã Sơn Phong ưỡn cái bụng phệ, hai tay chắp sau mông mà bước vào phòng. Liền thấy một thanh niên trẻ tuổi lạ quắc, nghĩ đến thanh niên này đến phỏng vấn vị trí cục trưởng hôm nay, ông nhanh miệng gọi, Trần Dương phải không? Trần Dương quay đầu lại, nhìn thấy Mã Sơn Phong đang cười như Phật Di Lặc, cậu nghi hoặc nói, chào ngài. Mã Sơn Phong vội vàng nắm chặt tay Trần Dương, chặn đứng suy nghĩ muốn chạy của cậu, cười nói, cậu là Trần Dương, hôm nay đến phỏng vấn phải không? Có mang công văn theo không? Có mang, nhưng mà... đây đúng là phòng Đại Phúc quản lý khu phố không? Mã Sơn Phong gật đầu, mắt hiếp thành một đường thẳng, thấy Trần Dương hoài nghi và do dự, ông tỉnh rượu nói, ở đây chúng tôi không có nhiều quy định, công việc rảnh rỗi,
Chỉ có những lúc đặc biệt thì mới hơi bận rộn, bao ăn ở, có năm loại bảo hiểm, nghỉ lễ bình thường, được đi du lịch, còn có hoa quả, đồ dùng hàng ngày nữa. Trên cơ bản, nếu cậu không tự chức làm 20 năm, có thể nghỉ hưu, liền lãnh tiền hưu, quốc gia còn phân nhà ở. Trần Dương nghe mà động tâm không thôi, hoàn toàn bị ngũ hiểm, nhất kim và bao ăn ở hấp dẫn. Cậu vốn đến từ một thôn nhỏ ở phía Nam, thi đậu đại học B sau khi tốt nghiệp đại học, muốn ở lại thành phố lớn, ăn ở chính là một vấn đề lớn, huống chi cậu không cô độc một mình, trong nhà còn một người phải nuôi nữa. Tôi có thể đưa người nhà tới ở chung được không? Mã Sơn Phong nói. Mấy người? Chỉ một người, nửa kia của tôi. Lúc này ánh mắt Mã Sơn Phong nhìn Trần Dương đã khác, vừa tốt nghiệp đại học đã lập gia đình, có bản lĩnh, phân cho cậu một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, sau này còn nuôi con. Mã Sơn Phong chuyển đề tài, nhưng đãi ngộ tốt thì điều kiện cũng hà khắc, cậu phải thông qua cuộc sát hạch trước đã. Trần Dương thẳng lưng, cặp mắt hoa anh đào ánh lên tia vui sướng, tôi sẽ cố gắng. Mã Sơn Phong cười tủm tỉm nhìn thanh niên trẻ trước mặt mà vui mừng trong lòng. Ngoại hình thanh niên này rất tuấn tú, đúng là cảnh đẹp ý vui, sau này làm đại biểu, đảm nhận vị trí bề ngoài của phân cục, lại nhìn cậu vì có nhà mà kích động và nhiệt tình 10 phần, có thể thấy đây là một người đơn thuần và có chí tiến thủ. Tốt, 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 cực kỳ tốt. Chúng ta sát hạch thế nào? Mã Sơn Phong móc điện thoại ra, gọi cho ai đó, nhỏ giọng nói vài câu liên tục rồi cúp máy, sau đó ngẩng đầu nói với Trần Dương, uống trà trước đi, đợi một lát sẽ có người mang đề tài sát hạch xuống. Trần Dương gật đầu rồi ngồi xuống, sau đó lại hỏi, nơi này là phòng quản lý xã khu, sao không gặp ai hết vậy? Không phải giờ làm việc là thời gian bận rộn nhất sao? Chúng ta là phân cục của văn phòng Đại Phúc. Trần Dương không giữ được gương mặt tươi cười nổi nữa, quản lý xã khu mà cũng có phân cục nữa sao? Ở đây có 3 nhân viên công tác, nếu cậu thông qua sát hạch nữa thì sẽ thành người thứ tư. Chúng tôi tuyển cục trưởng phân cục, hy vọng cục trưởng mới có thể dẫn dắt phân cục phát triển mạnh mẽ. Sau đó thống nhất cả con đường và xã khu hả? Trần Dương im lặng một lúc rồi lại hỏi tiếp. Thật sự bao ăn bao ở và có ngũ hiểm nhất kim chứ? Mã Sơn Phong chém đinh như chém sắt. Thật, nếu hôm nay cậu thông qua bài sát hạch thì buổi tối có thể dọn vào ở. Trần Dương cắn răng, chỉ cần không phạm pháp, đảm bảo ăn ở và có ngũ hiểm nhất kim, cậu nhất định phải lưu lại. Đang nói chuyện thì có một thiếu nữ rất hoạt bát nhảy vào. Mã Thượng Phong, nhận hàng. Sát hạch đến. Mã Sơn Phong cười cười, cũng không tức giận biệt hiệu này. Ông chỉ thiếu nữ giới thiệu, một trong những nhân viên của văn phòng Đại Phúc chúng ta, Mao Tiểu Lỵ. Mao Tiểu Lỵ nhìn Trần Dương lập tức mặt mày hớn hở giới thiệu phúc lợi của văn phòng Đại Phúc, còn lấy hợp đồng và giấy bút ra, muốn lừa cậu nhanh chóng ký tên. Đến khi Mã Sơn Phong ho khan vài tiếng, cô nàng mới lộ ra vẻ tức giận nói, thông qua sát hạch rồi ký hợp đồng, chọn bài sát hạch đơn giản thôi, anh đẹp trai, cho anh có lợi thế. Cô nói xong liền lấy điện thoại ra, đăng nhập vào một app, chọn một vụ tranh cãi ở thôn quê đơn giản, vừa định ấn xác nhận. Mã Sơn Phong đột nhiên vỗ lưng cô, Tiểu Lỵ, khỏe không? Mao Tiểu Lỵ trượt tay, bấm nhận đơn hàng ngay ở dưới, lập tức xác nhận đã nhận đơn hàng, không thể đổi ý. Vừa thấy đơn hàng khó đến 3 sao, phải là tam lão luyện mới có thể nhận. Cô tức giận chỉ vào Mã Sơn Phong mắng, cáo già. Mã Sơn Phong cười ha hả, cháu cũng đi cùng đi, thật sự không được thì về chuyển lại cho tổng cục. Sau đó ông nói với Trần Dương, thanh niên trẻ, cố lên. Trần Dương thắc mắc không hiểu mà nhìn Mao Tiểu Lỵ, gương mặt cô đầy vẻ tiếc hận và uể oải, giải thích với cậu. Công việc của phân cục Đại Phúc chúng ta khác với phòng quản lý xã khu bình thường. Chúng ta tự chủ chọn nhận công việc qua đơn hàng trong app Đại Phúc. Độ khó các đơn hàng phân theo các cấp bậc khác nhau. Cao nhất là 5 sao, cũng là khó nhất, nhưng thù lao cũng cao nhất. Chúng ta có tiền lương căn bản mỗi tháng, còn được chia theo đơn hàng, thu nhập cũng khả quan. App Đại Phúc.
Đến lúc nào anh ký hợp đồng rồi, chúng tôi sẽ đưa link và tài khoản, anh download và đăng nhập, sau đó có thể tự động nhận đơn hàng. Nhưng dù nhận, có khả năng khách hàng sẽ từ chối nếu cấp bậc của anh không đủ. Thôi, sát hạch trước rồi hãy nói sao. Giải thích nhiều mà không vượt qua sát hạch cũng không tốt. Trần Dương nghe ra ý trong câu nói chưa dứt của Mao Tiểu Lỵ, nhưng cậu vẫn vô cùng nhiệt tình, bao ăn bao ở, còn có cả ngũ hiểm nhất kim, lương cơ bản còn chia được 5 phần, nhiều phúc lợi và ưu đãi như vậy nữa. Đi thôi, bây giờ xuất phát đến nhà khách hàng. Trần Dương gật đầu đi ra ngoài, bỗng nghe Mao Tiểu Lỵ nhỏ giọng làu bầu, kỳ quái, ba sao mà cũng đồng ý. Mình mới thụ hàng công, đơn hàng ba sao không tìm Ngũ Lôi sao? Trần Dương khựng một bước, vẻ mặt thay đổi. Công, Ngũ Lôi trong miệng Mao Tiểu Lỵ là cấp bậc của thiên sư mà. Thiên sư thụ giới phân cửu giai hoặc xưng cửu phẩm, chỉ có thiên sư chân chính thụ lục mới được xưng là thiên sư. Mà lục đây có nghĩa là ngũ lục. Công, Minh Uy, Ngũ Lôi, Tam Động Ngũ Lôi, Thượng Thanh. Mà phẩm cấp từ chính thất phẩm đến chính nhất phẩm. Mà cái được gọi là thụ lục ở đây á, cũng có nghĩa là được ban phát điệp văn chính vụ, giống như na ná, giống như là thẻ ngành vậy đó. Mà Mao Tiểu Lỵ được thụ công phải là thiên sư giữa cấp 7 đến cấp 6. Nhưng không phải đây là sát hạch và giải hộ gia đình của phòng quản lý xã khu bình thường sao? Cấp bậc thiên sư thì liên quan gì đến công việc này chứ? Cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Trần Dương mím môi im lặng, quyết định đi xem sát hạch thế nào rồi nói sao. Không chừng là cậu suy nghĩ nhiều quá. Nửa giờ sau, Trần Dương đứng trước cửa một căn biệt thự, nghiêm túc hỏi Mao Tiểu Lỵ, cô nói thật đi, rốt cuộc là phòng quản lý xã khu đang làm cái gì? Mao Tiểu Lỵ nói, không phải phòng quản lý xã khu, là văn phòng Đại Phúc. Trần Dương tuyệt vọng. Đừng lo lắng, chúng ta cũng là nhân viên công vụ trong biên chế, phúc lợi còn tốt gấp trăm lần công chức bình thường. Tuy rằng vẫn còn rất kém so với tổng cục, nhưng thật ra tính chất công việc cũng không khác gì nhau, đều là vì nhân dân phục vụ. Giọng nói của Mao Tiểu Lỵ dần dần nhỏ đi rồi im bặt, có lẽ do ánh mắt lên án quá rõ ràng của Trần Dương. Sát hạch cái gì? Mao Tiểu Lỵ giơ thẳng ngón tay cái. Vào xem rồi sẽ biết. Trần Dương tiến vào biệt thự, phát hiện không chỉ có một nhóm người mà là đến hai nhóm người, nghe nói còn một nhóm nữa vừa rời đi. Mao Tiểu Lỵ nghe vậy liền lắc đầu, thì ra là tuyệt vọng cái gì cũng thử, thảo nào không từ chối chúng ta nhận đơn hàng. Cậu suy nghĩ một chút, sau khi tìm hiểu tình huống thì đã hiểu rõ. Người nhà họ hàng, con gái duy nhất trong nhà chúng ta nên đặt đơn hàng mời mấy nhóm thiên sư đến. Tất cả thiên sư đều thất bại mà về, thế là độ khó đơn hàng được nâng lên 3 sao, trùng hợp được Mao Tiểu Lỵ bấm nhận. Trong biệt thự có hai nhóm người, tổng cộng là 3 người, trong đó có một người chỉ đến một mình, còn nhóm kia là hai người, hình như là thầy trò. Hai nhóm kia đang quan sát lẫn nhau, nhìn thấy Mao Tiểu Lỵ và Trần Dương bước vào, họ đồng thời lộ ra vẻ đề phòng. Mao Tiểu Lỵ nói thầm, rất đề phòng chúng ta, sợ đọt mối làm ăn, chứng tỏ thù lao rất cao. Cũng đúng, sự việc đến 3 sao hẳn là tiền phải nhiều rồi, độ khó cũng cao. Trần Dương thản nhiên nói, không hề có chút lo lắng không nhận được vụ này, không thông qua được sát hạch, chỉ sợ không đến lượt chúng ta giải quyết. Nhắc tới chuyện này, Mao Tiểu Lỵ hỏi, cấp bậc của anh là bao nhiêu? Cấp không, có tính không? Trần Dương và Mao Tiểu Lỵ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Anh không phải thiên sư. Cậu lắc đầu, tôi vốn nhận lời vào vị trí trưởng phòng quản lý xã khu, nhân viên công vụ trong biên chế nhà nước. Không đúng, chẳng lẽ công văn tuyển dụng gửi sai? Mao Tiểu Lỵ muốn hỏng mất, tổng bộ bảo chúng tôi nhận một người bình thường làm cục trưởng. Cho dù phân cục không phải là con ruột, nhưng cũng không nên đãi ngộ khác biệt như vậy chứ. Trần Dương cười khổ, cậu cũng không biết tại sao lại được chọn. Cậu luôn kiên kỵ và tận lực rời xa quỷ thần, mới vừa tốt nghiệp đại học, cậu gửi hồ sơ đi khắp nơi, thật vất vả mới có nơi trả lời, công việc và phúc lợi làm cậu động tâm không thôi, ai mà ngờ lại giao tiếp với quỷ thần, cậu không thể không từ chối.
Dù được phúc lợi tốt như thế nào đi chăng nữa cũng phải từ chối. Chẳng qua thật tiếc cái ngũ hiểm nhất kim và bao ăn bao ở, sau này còn về hưu được phân nhà nữa. Mao Tiểu Lỵ nhìn cậu muốn rời đi, nhanh chóng giữ chặt lại. Anh Trần, giúp em một chuyện thôi, thua người không thua trận. Nếu bây giờ anh bỏ đi, sẽ bị đồn là phân cục đại phúc chúng ta có gà mờ thôi. Chưa đối mặt với nguy hiểm đã sợ hãi chạy trối chết, mất hết mặt mũi, sau này không nhận được đơn hàng, ngày tịch biên đóng cửa cũng không xa đâu. Trần Dương kéo tay cô ra khỏi tay cậu, lặng lẽ xoa xoa tay. Cô gái nhỏ gầy nhom này với sức lực cổ tay mạnh ghê gớm ấy chứ. Được rồi, tôi không đi nữa. Hai nhóm kia nhìn Mao Tiểu Lỵ và Trần Dương, không nhận ra hai người này là ai, phỏng chừng không phải là thiên sư nổi danh gì. Vì thế bọn họ buông lỏng cái sự đề phòng của mình, không đặt hai người vào trong mắt, quay ra đề phòng đối phương. Mao Tiểu Lỵ thở phào, lôi kéo Trần Dương nhỏ giọng nói, nhìn thấy hai người kia không? Không phải ba người à, không cần để ý cái người trẻ tuổi kia, phỏng chừng hắn còn chưa có thụ lục đâu. Phái thiên sư nói, chưa thụ lục, không nơi nào triệu tập. Khi thụ lục, động tĩnh hô thần, ý chỉ là chỉ có thiên sư thụ lục mới có cấp bậc, sau khi thụ lục được ban điệp văn chức vụ, danh đăng thiên tào, ghi chép trong điệp văn thần linh, có thể nhìn thấy mới có thể câu thông với thần linh, mượn sức thần linh trừ tà hàng quỷ. Mao Tiểu Lỵ nói, nhìn cái lệnh hòa bài của họ đi, đều là minh uy, dây tua rua màu xanh lục, chính là thiên sư cấp 4, khẳng định không phải là người do tổng bộ phái tới, nếu không sao lại nhận đơn hàng 3 sao, chắc chắn là tham tiền rồi. Trần Dương nhìn qua, phát hiện hai người trung niên đều cột một miếng thẻ bài bằng gỗ bên hông như lời Mao Tiểu Lỵ nói, mặt trên khắc chữ chằng chịt, dây tua của thẻ bài có màu xanh lục. Cậu hiểu biết về giới thiên sư không nhiều, nhưng có thể đoán được đại khái, giới thiên sư vốn phân cấp bậc, và vì phân chia cấp bậc mà dùng thẻ gỗ và màu sắc dây tua để phân biệt, cấp bậc càng cao, chứng minh thiên sư đó càng lợi hại. Cậu theo bản năng hỏi Mao Tiểu Lỵ, làm thế nào cô thấy được bọn họ là minh uy? Nhìn vào kinh văn trên thẻ bài, hai là nhìn màu sắc dây tua rua. Mao Tiểu Lỵ cầm thẻ bài có dây màu trắng của cô ra, thấy không? Trần Dương quét mắt nhìn thẻ bài trên tay cô, trong đó có khắc đầy kinh văn. Thái thượng tam ngũ đô công kinh lục. Anh được lắm, nhìn ra được, anh vốn là thiên sư đúng không? Không phải. Mao Tiểu Lỵ đầy vẻ nghi ngờ, Trần Dương xua tay phủ nhận. Thật sự không phải, tôi chỉ có một chút hiểu biết về phong tục tập quán của dân tộc thôi. Trước kia đi học đại học, tôi có một môn chuyên ngành liên quan đến phong tục tập quán, nên có hiểu đôi chút. Mao Tiểu Lỵ nhanh chóng nhận lời giải thích này, nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ, vì dù sao hiểu biết phong tục tập quán cũng không có khả năng liếc mắt một cái đã nhận ra kinh văn này. Nhưng đáng tiếc, Mao Tiểu Lỵ lại xuất thân từ thiên sư thế gia, xung quanh bạn bè họ hàng, quen thuộc với kinh văn đến không thể quen thuộc hơn được. Vậy nên cô không phân biệt được trình độ hiểu biết của người bình thường và thiên sư, nhanh chóng hết nghi ngờ. Trần Dương cũng đồng thời thở phào một hơi, không hỏi nhiều nữa. Lúc này, chủ nhà Hàng Gia Sơn xuống lầu, nhìn thấy bọn họ vội vàng mời ngồi xuống ghế. Các vị nhận đơn hàng hẳn là biết độ khó của nó. Trước đó đã có 4 nhóm thiên sư rời đi, tất cả đều không thể giải quyết vấn đề của con gái tôi. Nếu hôm nay các vị có thể cứu được con gái tôi sẽ hậu tạ. Hàng Gia Sơn là chủ một xí nghiệp nổi tiếng trong nước, chuyên kinh doanh thực phẩm. Tuy ông lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng là người thật có học thức, nói hai ba câu đã khiến người ta có cảm tình. Hàng tiên sinh yên tâm, sư phụ tôi ra Nam vào Bắc, chuyện tà môn gì cũng đã thấy qua. Ngoài ra, sư phụ tôi còn từng tham gia đại pháp Lo Ti Kết Đính. Hàng Gia Sơn nghe vậy thay đổi vẻ mặt, là tiên sinh thật lợi hại. Mao Tiểu Lỵ lén liếc nhìn xem, nhỏ giọng nói, khoác lác quá đi. Con gái tôi xin nhờ các vị thiên sư, nếu các vị có thể cứu mạng của nó, tôi xin cảm tạ 40 vạn. Hả? 40 vạn? Trần Dương bước lên trước mặt Mao Tiểu Lỵ, sau đó tươi cười thân thiết nói, Hàng tiên sinh yên tâm, trừ tà hàng quỷ vốn là chức trách của chúng tôi.
là nhân tài trong nước, trình độ nghiệp vụ của chúng tôi là hạng nhất, tiêu chuẩn nghề nghiệp là giải quyết sạch sẽ một lần, tuyệt đối không lưu lại tai họa về sau cho khách hàng, cam đoan khách hàng sẽ vừa lòng đến 5 sao. Có lẽ do ngoại hình Trần Dương rất tuấn tú, lại tươi cười chân thành và lương thiện, khiến người ta có cảm tình. Hàn Gia Sơn hỏi, ngài là? Tôi tên là Trần Dương. Trần Thiên Sư, không biết cậu thuộc môn phái nào, Chính Nhất, Toàn Chân hay Mao Sơn? Chúng tôi là nhân viên của văn phòng Đại Phúc, cố ý thành lập vì cộng đồng và những người có chuyện phiền não như Hàn tiên sinh. Trong tổ chức có vô số thiên sư ưu tú, nhưng là vị trí phía sau tôi đây chính là vị thiên sư thế gia, truyền nhân của phái Mao Sơn, Tiểu Lỵ, đưa danh thiếp cho Hàn tiên sinh xem. Tiểu Lỵ hoàn toàn choáng váng, một lúc lâu vẫn không phản ứng. Tiểu Lỵ, danh thiếp. Không biết Mao Tiểu Lỵ đã lấy ra cái danh thiếp màu đen ở đâu, trên đó có ghi văn phòng Đại Phúc và số liên lạc. Đơn giản đến đơn sơ, may là hai đầu đen trắng, nhìn đơn giản lại sang trọng, ít nhất đơn sơ biến thành thần bí. Lúc này, vị thiên sư đi một mình mới bước lên, cắt ngang lời hai người nói với Hàn Gia Sơn, Hàn tiên sinh, có thể nói tình hình cụ thể không? Được. Hàn Gia Sơn liền kể rõ, ông chỉ có một con gái duy nhất tên là Hàn Khả, tính tình cô vốn rất hoạt bát và hướng ngoại, nhưng một tháng trước về quê bị túng tà. Tình hình thay đổi rõ rệt, yên tĩnh ngoan ngoãn, thường ở trong phòng không ra khỏi cửa, giống như biến thành một người khác vậy. Có mấy lần vào lúc nửa đêm, Hàn Khả đứng dưới lầu hát một bài hát, giai điệu thê thảm rợn người. Bà Hàng mở đèn phát hiện ra là Hàng Khả, mắng bảo cô là dừng lại rồi đi ngủ đi. Hôm sau nhắc lại, Hàng Khả không hề nhớ chút gì hết. Sau đó cô liên tiếp làm những hành động kỳ quái. Lúc này, Hàng Gia Sơn mới ý thức được con gái của họ bị trúng tà. Vốn dĩ chỉ là trúng tà bình thường, dù sao đến nay trong nhà cũng không ai mất mạng. Cho đến khi ông mời thiên sư đến, toàn bộ đều thất bại rời đi. Sau đó cá chép và chó nuôi trong nhà đều chết không rõ nguyên nhân, mà tử trạng lại rất thê thảm. Cơ thể Hàn Khả nhanh chóng gầy yếu trở nên tiều tụy. Lúc này Hàn Gia Sơn nhận ra con gái ông không trúng tà bình thường, sợ là lệ quỷ lại hại tính mạng Hàn Khả. Lữ thiên sư, cái người đi một mình hỏi, tháng trước Hàn tiểu thư trúng tà là sau khi về quê mới bị trúng tà hay là trước khi đi đã trúng? Trước đó đi qua nơi nào đặc biệt không? Có không ít thiên sư hỏi điểm này. Hàn Khả bị trúng tà lúc về quê tế tổ ông bà xong, thời gian cụ thể thì không xác định được. Học trò của La thiên sư kinh hô, về quê tế tổ ông bà, chẳng lẽ lúc tế tổ đắc tội ông bà? Chuyện này hiển nhiên là không có khả năng. Ông bà có con cháu thờ phụng, lại sống thọ và chết tại nhà, sẽ không lấy mạng người, càng không lấy mạng con cháu của mình. Nếu con cháu bất hiếu, nhiều lắm chỉ dạy dỗ một trận, sẽ không phá đến nhà cửa không yên. Trần Dương nói, Hàn tiên sinh có biết trên đường đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Hàn tiên sinh có làm bất kính với người nào đã mất không? Hàn Gia Sơn nghĩ nghĩ rồi nói, lúc ấy tế tổ rất đông người, quê tôi ở Việt Tây, tháng trước là tiết Thanh Minh, nơi đó có tập quán lên núi tế tổ. Nói đến chuyện kỳ lạ hoặc nguyên chuyện bất kính thì tôi nhớ ra rồi, lúc đó Khả Khả có đi qua một ngôi mộ, thấy ảnh chụp trên bia mộ người mất rất xinh đẹp, liền khen một câu. Lữ thiên sinh mới há mồm, La thiên sinh dành trước để nói, sau đó có phát sinh chuyện gì không? Lữ thiên sinh tức giận liếc người sau một cái, nhưng ông ta vẫn tỉnh bơ, vì 40 vạn ai thèm để ý cái liếc mắt không đau không ngứa này. Sau đó có một người tuổi trẻ ở bên Khả Khả có nói một câu là đáng tiếc chết sớm. Khả Khả lập tức tiếp lời là đổi lại là tôi xinh đẹp như thế chết sớm cũng không sao. Sau đó trưởng thôn khiển trách hai đứa nhỏ, nói hành vi như vậy sẽ làm người chết chú ý và không cam lòng. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, chẳng lẽ vì lời này mà Khả Khả bị hại chết sao? Mao Tiểu Lỵ nhún vai, đừng nói lý với quỷ. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Mao Tiểu Lỵ nhìn Trần Dương, ý hỏi cậu giải thích hay để cô giải thích. Trần Dương bèn nói, trong lời kể của ngài lấy được ít tin tức. Ngôi mộ, người mất rất xinh đẹp, mất sớm. Nói cách khác, người đã mất tuổi còn rất trẻ và xinh đẹp.
vừa chết không lâu. Âm thọ của những người chết sớm tương đối dài, còn chưa đi đầu thai, hơn nữa còn trẻ đã chết, họ sẽ không cam lòng, oán khí rất nặng. Người chết lại xinh đẹp, tự phụ bản thân xinh đẹp nhưng lại không có số mệnh hưởng thụ, oán khí lại càng nặng. Thật ra lời nói của con gái ông đã biến thành điều kiện trao đổi. Có ý gì? Chính là con gái ông muốn xinh đẹp nên dùng mất sớm để trao đổi. Khả Khả chỉ thuận miệng mới nói vậy thôi, quỷ sẽ tưởng thật. Hàng Gia Sơn dẫn mọi người lên lầu 2, gõ cửa phòng Hàng Khả. Cửa mở từ bên trong, một người phụ nữ trung niên cao quý đỏ mắt nhìn nhóm người Trần Dương, lộ vẻ không vui. Ông lại mời cái đám thuật sĩ giang hồ. Hàng Gia Sơn kéo vợ qua một bên, cười mời mọi người vào phòng rồi nói nhỏ với bà, đừng nói bậy. Khả Khả chỉ là bị áp lực tinh thần, mời bác sĩ là được. Ngày nào ông cũng nói Khả Khả bị trúng tà, mời nhiều thầy bà như vậy mà chả có tác dụng gì. Hàng Gia Sơn do xấu hổ, chỉ nhỏ giọng nói, một lần cuối thôi, được không? Trần Dương quay đầu nhìn Mao Tiểu Lỵ, cô nhún vai. Làm nghề này của chúng ta, gánh tiếng xấu trên lưng là chuyện thường. Mọi người không có cái kỹ năng đẩy cái danh này đi à? Không, chúng tôi ném lại cho khách hàng. Ném đi không được thì sao? Dựa vào đồng nghiệp ném thay. Trần Dương khẽ lắc đầu, năng lực nghiệp vụ thật tệ. Nhắc tới chuyện này, Mao Tiểu Lỵ lại nhớ vừa rồi, Trần Dương đột ngột bước ra, trong vòng một giây đã trở nên chuyên nghiệp, cô lập tức tôn sùng. Anh Trần, anh thật có tài ăn nói, vừa rồi ánh mắt của Hàng tiên sinh nhìn chúng ta thay đổi luôn, thái độ cũng trở nên cung kính. Trước kia bọn em ra ngoài làm việc, những người đó đều bày cái vẻ mặt khó coi, tình nguyện tin tưởng cái đám thiên sư lừa đảo kia, có giấy phép cũng không thèm tin bọn em, khiến bọn em nhận đơn hàng rồi lại bị từ chối nhiều lần, tiền lương cũng không có luôn. Trần Dương nói, cô để lộ tình trạng lương bổng của mọi người rồi. Mao Tiểu Lỵ nhanh chóng nói, vẫn có lương căn bản. Sau đó cô cười cười, xua tay chà sát như con ruồi. Anh Trần, anh học về tôn giáo à? Không phải, về tài chính. Cậu lại lắc đầu, chuyên ngành chính là marketing, chuyên ngành tự chọn là dân tộc học. Mao Tiểu Lỵ vỗ tay bơm bóp, anh Trần, trông anh còn chuyên nghiệp hơn em nữa. Trần Dương cười cười, bắt đầu đánh giá căn phòng. Căn phòng có tổng thể màu vàng nhạt, là phòng ngủ điển hình của con gái. Giữa phòng là một cái gương lớn, Hàng Khả đang nhắm mắt nằm trên giường không nhúc nhích, cánh tay còn đang truyền dịch. Cạnh giường có một cái kệ sách lớn, trên kệ bày rất nhiều sách chưa mở ra. Trên vách tường thì dán đầy áp phích, cơ bản là toàn hình nhân vật trong phim hoạt hình và trong truyện. Thế nên trong đống áp phích hỗn độn kia, có một cái bức tranh mỹ nhân bên cạnh cực kỳ nổi bật. Trần Dương tiến tới vài bước, bức tranh trước mặt cao khoảng một thước, chiều rộng khoảng nửa thước. Trong bức tranh là một mỹ nhân mặc sườn xám trắng không tay, hình trăng non, khoanh tay nghiêng người về nhìn phía người vẽ. Cánh tay trắng nõn, mặt mày như vẽ, môi đỏ răng trắng, cực kỳ động lòng người. Wow, thật xinh đẹp. Trần Dương quay đầu lại, không biết Mao Tiểu Lỵ đứng bên cạnh từ lúc nào, cô nhỏ giọng cảm thán: bức tranh vẽ như thật vậy. Ồ, ngày lạc khoảng này, tiểu phượng ngọc, tháng hoang, năm mậu tuất, vậy là bức tranh vừa được vẽ không lâu à, nhưng con dấu này là thế nào? Dường như Mao Tiểu Lỵ rất hứng thú với bức tranh này, vươn tay muốn sờ, nhưng Trần Dương đã ngăn cô lại, đồ của người khác không nên đụng vào. À phải, Ma Tiểu Lỵ nhanh chóng rút tay lại, đi xem tình huống của Hàng tiểu thư đi. Mao Tiểu Lỵ nhìn lại, phát hiện Lữ Thiên Sư và La Thiên Sư đã sớm tụ tập lại xem xét quanh người Hàng Hả, vì 40 vạn mà tranh thủ. Trần Dương cũng cất bước đi đến, bỗng nghe bên tai vang một giọng nữ như không như có, Tú Tài Lan. Trần Dương ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức bước về phía trước, nghe thấy La Thiên Sư nói, Hàng tiểu thư hẳn là bị quỷ nữ theo dõi, muốn lấy mạng đầu thai, dùng mệnh mất sớm để đổi lấy số mệnh phú quý trường thọ của Hàng tiểu thư. Có ý gì? Hàng Gia Sơn và vợ căn bản nghe không hiểu. La Thiên Sư giải thích, cái gọi là kẻ chết thay, thật ra chính là ăn cắp mệnh của người còn sống, thay vào mệnh của người mất sớm của lệ quỷ.
để cho người khác thay thế chịu khổ âm thọ cho lệ quỷ, còn lệ quỷ thì lấy thân phận của người sống tiếp tục sinh hoạt ở dương gian. Hàng tiểu thư là bị một lệ quỷ mất sớm ăn cắp số mệnh, lệ quỷ kia còn được muốn thay thế hàng tiểu thư. Hàng Gia Sơn kinh hãi, vậy có cách nào cứu Khả Khả không? La Thiên Sư nói, ngài cứ yên tâm, nếu bị chúng tôi phát hiện, đương nhiên chúng tôi sẽ phải cứu hàng tiểu thư. Thật ra, dương gian có cảnh sát, âm phủ cũng có âm so. Lệ quỷ hại người phải bị giải đến trước mặt đại đế Bắc Âm, đánh nhốt vào 18 tầng địa ngục. Lệ quỷ này vọng tưởng thay thế thân phận của hàng tiểu thư, tránh tai mắt của âm so. Vừa lúc số mệnh của hàng tiểu thư cực kỳ tốt, phú quý trường thọ, được các tinh tương trợ. Đây vốn là thể chất trừ tà, không có gì có thể xâm nhập được. Nếu không phải cô ấy thuận miệng nói một câu để lệ quỷ đánh vào chỗ sơ hở thì hàng tiểu thư tuyệt đối sẽ không bị tai bay vạ gió thế này. Hàng Gia Sơn rất tin tưởng và không hề nghi ngờ, nhưng bà Hàng lại đầy mặt không tin. So với Hàng Gia Sơn thì từ nhỏ lớn lên ở Việt Tây, tinh thần tinh quỷ, còn bà Hàng là người bản địa, kiên định, tin vào chủ nghĩa khoa học. Nói hưu nói vượng, lệ quỷ có thể lấy thân phận người mà sống sao? Khôi hài thật, nếu vậy thì chẳng phải người người cũng có thể bị lệ quỷ quấn thân rồi. Vậy những người bên cạnh tôi đều là lệ quỷ hết rồi. Bà bớt tranh cãi đi. Bà Hàng hất tay Hàng Gia Sơn ra, chỉ vào mặt ông mắng, Khả Khả bị bệnh mà ông không lo mời bác sĩ, lại mời một đấng thần côn, chính vì vậy mà kéo dài thời gian làm cho cơ thể của Khả Khả bị kiệt sức. Nếu ông sớm nghe lời tôi đưa Khả Khả ra nước ngoài khám bệnh thì giờ nó có làm gì có bộ dạng này. Nghe thấy hai chữ thần côn, gương mặt của Lữ Tiên Sinh và La Tiên Sinh đều lộ vẻ không vui. Trần Dương nhìn Hàng Khả nằm trên giường bệnh, cô gái trẻ gầy đến trơ xương, hai mắt hõm sâu, quần mắt xanh đen, trông thật khủng bố. Đột nhiên Hàng Khả mở to hai mắt, nhìn thẳng vào Trần Dương. Cậu im lặng, bước tiến lên hai bước, phát hiện tầm mắt Hàng Khả không dừng trên người cậu, mà chính là nhìn bích quả phía sau. Không ai nhận ra Hàng Khả đã tỉnh, sắc mặt âm trầm, dại ra y hệt lệ quỷ. Lữ Tiên Sinh nói, bà Hàng, xin cho tôi hỏi vài câu, bà chỉ cần trả lời là có hoặc không, xem tôi nói có đúng hay không. Được, có phải tính tình Hàng tiểu thư thay đổi rất nhiều, giống như biến thành một người khác mà bà hoàn toàn không quen? Bà Hàng chần chừ rồi trả lời, đúng. Thói quen sinh hoạt, ăn diện, hành vi cũng như biến thành một người xa lạ. Bà Hàng phản bác, nhưng bị bệnh mệt mỏi tinh thần, làm tính tình người bệnh thay đổi. Lúc này Hàng Khả nằm trên giường, đột nhiên lên tiếng, ông muốn chết, muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi. Phòng ngủ lập tức yên tĩnh, Trần Dương bỗng nói, bà Hàng, Hàng tiểu thư từng sống ở Việt Tây à? Có lẽ do ngoại hình Trần Dương dễ gần, dễ gây thiện cảm, giọng nói bà Hàng dịu đi. Chỉ có tháng trước đi tế dỗ thôi, trước kia nó không thích đi, lần này nghe nói Việt Tây rất tín ngưỡng quỷ thần, thế là ồn ào đòi đi, chỉ đi có 5 ngày à. Vậy 5 ngày đó có thể làm khẩu âm thay đổi sao? Bà Hàng biến sắc mặt, dường như phút này bà mới phát hiện ra khẩu âm con gái của bà đã biến thành giọng Việt Tây. Từ nhỏ con gái đã lớn lên ở thủ đô, giọng nói Bắc Kinh, sao đột nhiên lại thay đổi? Dù có thể giải thích tính tình thay đổi là do bệnh, nhưng không có khả năng ngay cả khẩu âm cũng thay đổi. Bà Hàng, xin bà tin tưởng chúng tôi một lần, qua đêm nay, nếu tình hình của Hàng tiểu thư không có cải thiện, thì đưa cô ấy đến bệnh viện, được không? Dù sao thời gian cũng chỉ là một đêm thôi mà. Trần Dương đột nhiên nghĩ cái gì đó, bổ sung, à đúng rồi, đêm nay Hàng tiểu thư vẫn hát bài hát đó sao? Nghĩ đến bài hát Quảng Đông thê lương gợn người kia, lời phản bác của bà Hàng bị nghẹn trong cổ họng, không phun ra được, chỉ gật đầu lung tung, chỉ đêm nay thôi. Được, cam đoan sẽ không làm bà thất vọng. Ánh mắt của Hàng Gia Sơn nhìn Trần Dương tràn ngập cảm kích. Cậu chỉ cười, không nói, thần bí khó lường, rất có khí phách cao nhân. Lữ Thiên Sư và La Thiên Sư không ngờ bản thân nói nhiều như vậy mà không bằng Trần Dương cười một cái. Tâm trạng buồn bực, quyết định phải đối phó thằng nhóc này trước. Ông bà Hàng rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn nhóm người Trần Dương và Hàng Khả. Lúc này, Lữ Thiên Sư và La Thiên Sư đứng cùng một chuyến tuyến, cùng đối phó với Trần Dương. La Thiên Sư lên tiếng trước,
có khả năng đêm nay lệ quỷ sẽ lại đến, chắc chắn nhập vào người của Hàn tiểu thư trước rồi mới đến phòng khách hại người. Phải có hai người ở đó để bắt lệ quỷ, chúng ta đều đi chung đường, không bằng hợp tác với nhau. Trần Dương cười cười, từ chối. La Thiên Sư nở nụ cười rất khó phát hiện, ông trời chính là những lời này. Người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, mới vừa nhận đơn hàng đã muốn độc chiếm một mình, không nguyện ý hợp tác với người khác, mà không biết chừng gừng càng già càng cay, thiên phú tốt cũng không có kinh nghiệm bách luyện. Nếu vậy thì chúng ta tách ra, ai bắt được lệ quỷ, cứu được Hàn tiểu thư thì đơn hàng này là của người đó. Chúng tôi cũng không có bắt nạt cậu, tôi và Lữ Thiên Sư sẽ cùng canh ở dưới phòng khách, các cậu ở trên phòng ngủ, nếu các cậu giải quyết không được, chúng tôi sẽ ra tay. Nhưng khi chúng tôi đã ra tay thì các cậu không được nhúng tay vào nữa. Trần Dương cười như không, vậy chẳng phải các người chịu thiệt sao? Cậu có đồng ý hay không? Trần Dương gật đầu, đồng ý, tôi được lợi mà. Mao Tiểu Lỵ nhíu mày, bị Trần Dương kéo lại. Lữ Thiên Sư và La Thiên Sư cùng tên học trò kia đi xuống lầu, canh ở phòng khách đợi đêm xuống. Mao Tiểu Lỵ nói, anh Trần, sao anh lại đồng ý với bọn họ? Rõ ràng là bọn họ cấu kết muốn tính kế với chúng ta, nói chúng ta canh giữ trong phòng cũ. Nhưng ai mà không biết lệ quỷ vừa nhập thân sẽ rất là hung ác chứ. Đơn hàng đến 3 sao, chỉ hai người chúng ta khẳng định không đối phó được lệ quỷ. Chờ đến lúc lệ quỷ ra khỏi phòng ngủ thì đến lượt bọn họ hành động. Nhưng trước đó chúng ta đã kéo dài tiêu hao bớt lệ khí của lệ quỷ rồi. Mao Tiểu Lỵ thở dài, quả nhiên anh Trần không hiểu biết mấy vấn đề này, cho rằng đối phó lệ quỷ trước là được lợi. Trần Dương cười cười, mượn di động của Mao Tiểu Lỵ chụp bức tranh trên trường một tấm, sau đó trả lại cho cô. Tiểu Lỵ, cô giúp tôi hỏi thăm Hàn tiên sinh vài chuyện được không? Hỏi ông ấy có biết cô gái trong bức tranh này không? Hoặc là tấm ảnh người mất sớm trên bia mộ có phải là người này hay không? Ý anh là... Không chắc chắn. Được, em đi hỏi ngay lập tức, chờ tin của em. Mao Tiểu Lỵ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Trần Dương và Hàn Khả. Cậu tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi. Thật lâu sau, Hàn Khả đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Trần Dương. Cậu nhận ra không đúng, ngẩng đầu lên nhìn. Tôi khuyên anh, đừng xen vào việc của người khác. Cậu nghiêm túc nói, đừng làm càn, quay trở về chỗ của cô đi, nếu không, tôi đánh cô vào La Phong Lục Cung. Hai mắt Hàn Khả trợn trắng giả, gương mặt đầy bụi đen khí tử, rõ ràng đã bị quỷ nhập. Cô ả nghe những chữ La Phong Lục Cung liền lộ vẻ sợ hãi. Cái gọi là La Phong Lục Cung chính là cung La Phong Sơn Lục Thiên của quỷ. La Phong Sơn là ngọn núi nổi danh của đạo giáo, là âm phủ tối cao của Bát Âm Phong Đô Đại Đế. La Phong Sơn ngoài có 6 cung, trong có 6 cung thuộc hạ có quỷ đế năm phương, 72 ti. Còn có thống lĩnh 18 tầng địa ngục và thành hoàng các nơi. Nếu không phạm vào tội ác trầy trời, đại gian đại ác, thì người và lệ quỷ không bị nhốt trong địa ngục La Phong. Đây là nơi mà lệ quỷ hung dữ còn phải sợ hơn cả 18 tầng địa ngục. Chỉ cần nhắc đến La Phong Lục Cung đã khiến lệ quỷ sợ hãi. Nếu nhắc đến tinh húy của Bắc Âm Đại Đế, tiểu quỷ có tâm lý thừa nhận yếu sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Hàn Khả cũng bị dọa, trở nên dè dặt hơn, nhưng cũng không tin tưởng Hàn Dương có năng lực đánh quỷ vào La Phong Lục Cung. Ánh mắt của cô rơi dần xuống dưới, không thấy thẻ bài gỗ của thiên sư trên người Trần Dương, càng không có thẻ bài ngọc. Anh còn chưa thụ lục. Trần Dương lắc đầu, tôi không phải thiên sư. Hàn Khả hơi sửng sốt, sau đó cười to, hai mắt trắng giả nhìn chằm chằm Trần Dương, tròng mắt trắng héo, nhìn thật gợn người. Tử khí bắt đầu di chuyển trên trán. Một khi tử khí lên trán, phỏng chừng hồn phách Hàn Khả đã bị chèn ép không còn. Trần Dương lặng lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó bỗng dưng đứng dậy, xoẹt một tiếng, tấm rèm được kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào, Hàn Khả hét một tiếng chói tai. Giơ hai bàn tay lên, che mặt, tránh ánh nắng. Trần Dương nhân cơ hội này nhảy lên, nắm lấy ngón giữa bàn tay phải của Hàn Khả, cầm bấm móng tay, chọt vào ngón tay giữa của cô, một giọt máu nhanh chóng chảy ra. Hàn Khả run rẩy cả người, hàm răng cắn chặt, hai mắt trợn ngược. Một lúc lâu sau, cô mới hết run rẩy, nhưng lại bị ngất luôn.
Lại qua một lúc lâu, Hàn Khả từ từ tỉnh lại, nhìn Trần Dương đứng bên cạnh mép giường, cô cũng không sợ hãi. Lại là thần côn ba tôi mời đến à? Tôi không phải thần côn. Hàn Khả cười nhạo một tiếng, ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt dại ra, nhìn vào khoảng không. Trần Dương có chút không đành lòng, bèn nói, cô đừng quá nản lòng, tử khí còn chưa lan đến Nguyệt Thiên Linh, còn cứu được Nguyệt Thiên Linh. Đúng là ấn đường trên trán. Trần Dương chỉ lên trán cậu rồi nói tiếp, người có ba ngọn lửa, đủ dương khí thì ma quỷ không xâm nhập được. Tử khí trên người cô đang lan về phía trước, thổi tắt hai ngọn lửa. Còn một ngọn tại ấn đường là Nguyệt Thiên Linh, chỉ cần hoàn toàn thổi tắt cái lửa ở đó thì lệ quỷ mới có thể xâm chiếm cơ thể của cô, hoàn toàn thay mạng của cô. Ánh mắt Hàn Khả hơi động, nhìn chằm chằm Trần Dương như nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất. Anh thật sự có cách cứu tôi sao? Phải xem cô có đồng ý nói ra hết những chuyện cô biết hay không, không được giấu giếm. Hàn Khả chảy nước mắt, tất cả vẻ lạnh lùng đều sụp đổ. Cô chỉ là một cô gái nhỏ còn chưa thành niên, bị tra tấn gần một tháng nay, hy vọng lần lượt tan biến, dần dần trở nên tuyệt vọng. Nhưng sao cô có thể cam lòng bị một cô hồn giả quỷ chiếm lấy thân xác và mệnh số của mình? Còn bản thân thì thay lệ quỷ chịu khổ, lệ quỷ lại hưởng số mệnh tốt của cô. Hiện giờ thấy Trần Dương nói vô cùng chuẩn xác, ánh mắt chân thành và trầm ổn, vẻ mặt ngoài bình thản làm người ta tín nhiệm không thôi. Hơn nữa, tuy rằng vừa nói bị lệ quỷ nhập vào người, không thể động đậy, nhưng những gì xảy ra xung quanh cô đều biết. Thế nên khi Trần Dương nói dăm ba câu làm lệ quỷ sợ hãi, còn cưỡng chế được lệ quỷ rời đi, cô liền xem Trần Dương là thiên sư chân chính. Nếu ngài có thể cứu tôi sẽ hầu tạ thêm 10 vạn. Tổng cộng là 50 vạn, cả đời chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Trần Dương hoàn toàn quên cái chuyện là cậu phải kiêng kỵ quỷ thần. Dù sao nửa đời trước cậu vẫn luôn giao tiếp với ma quỷ, thêm một lần nữa cũng không sao. Tôi hỏi cô, bức tranh này là sao? Tranh? Hàn Khả nương theo tầm mắt của Trần Dương nhìn qua. Lúc nhìn thấy bức tranh mỹ nhân cực kỳ chói mắt giữa đống áp phích của mình, cô ngẩn ra. Tôi chưa từng thấy bức tranh này. Vẻ kinh ngạc của cô không giống giả vờ. Nói cách khác là cô thật sự không có chú ý tới bức tranh này. Mà nghĩ cũng lạ, rõ ràng bức tranh này rất nổi bật giữa cái đống áp phích này. Vậy mà mọi người trong phòng không ai chú ý tới. Có thể thấy được nó rất tà môn. Đại sư, tranh này không phải chính là nơi ở của cái thứ đó chứ? Từ đó đến giờ tôi chưa từng thấy bức tranh này, sao lại xuất hiện trong phòng ngủ của tôi? Trần Dương lắc đầu, nhà cô có môn thần giữ ngoài cửa, trong nhà có tổ tiên bảo vệ bình an. Vừa rồi ở dưới lầu, tôi nhìn thấy mọi người thờ cúng một pho tượng quan thánh đế quân, à, giống như quan công. Theo lý mà nói thì tà môn không có khả năng tiến vào, vậy nên có người mang bức tranh vào nhà. Hàn Khả sửng sốt, sau đó lập tức cao mày tức giận, có người muốn hại tôi sao? Người có thể vào phòng ngủ của tôi, ngoại trừ ba mẹ tôi, thì chỉ có dì giúp việc mà thôi. Có lẽ là dì giúp việc cầm thứ tà môn này muốn hại tôi. Trần Dương im lặng không nói, nhìn chằm chằm bức tranh một lúc rồi đột nhiên hỏi, quê của dì giúp việc ở đâu? Là ở Tứ Xuyên, không đi qua Việt Tây. Tôi từng nghe dì ấy nói, chỉ làm công ở phía Bắc, chưa từng đi qua phía Nam. Vậy thì không phải bà ấy. Trần Dương đứng dậy đi đến tới bức tranh nhìn cẩn thận. Cậu nhìn không chớp mắt vào gương mặt cô gái mặt sườn xám đến nhập thần. Đột nhiên ánh mắt cô gái trong bức tranh chớp chớp nhìn thẳng vào cậu, đôi môi đỏ nhếch lên, tà khí lập tức tỏ ra bốn phía. Trần Dương nhảy dựng trong lòng, lại tập trung nhìn kỹ bức tranh. Gương mặt cô gái mặt sườn xám vẫn như cũ, giống như vừa rồi, hoàn toàn là ảo giác của cậu. Nhưng cậu biết bản thân mình không nhìn nhầm. Giờ phút này, trong lòng cậu dâng lên một tia cảnh giác. Từ sau năm 16 tuổi, rất ít quỷ có thể mê hoặc được cậu. Trần Dương phát hiện giấy vẽ bức tranh này đặc biệt nhẵn nhụi, nhìn gần, phản phất ánh lên tia sáng. Cậu sờ thử một chút, cảm giác mịn màng nhặn nhủi lưu lại thật lâu trên đầu ngón tay. Tháng này cô có mua giấy vẽ không? Không. Hàn Khả lắc đầu, một nửa thì khựng lại. Tuy tôi không mua giấy vẽ, nhưng có nhặt được một tờ giấy vẽ. Tôi học mỹ thuật tạo hình, bình thường rất thích vẽ vời rồi đăng lên Weibo.
Tôi vừa thấy tờ giấy đó liền thích, nhặt lên sờ thử thì thấy nhẵn nhụi, còn tốt hơn cả giấy tuyên thành, thế là tôi mang về đặt trong ngăn kéo. Hàn Khả cố gắng dùng sức đứng lên, kéo ngăn kéo ra, nhưng lại không thấy tờ giấy vẽ kia đâu, sao không thấy thế này? Trần Dương nói, cô nhặt được ở đâu? Việt Tây, quê của ba tôi, cụ thể, trên núi, bên cạnh ngôi mộ kia. Trần Dương thở dài, thế mà cô cũng dám nhặt. Hàn Khả lại khóc lên, tôi không biết, tôi theo thuyết vô thần, ai biết nhặt lên sẽ bị bám vào người, đại sư cứu tôi với. Nể tình 50 vạn, tôi sẽ dùng hết kiến thức đã học được để cứu cô. Chẳng biết tại sao câu này khiến Hàn Khả cảm thấy yên tâm hơn bất kỳ câu nói nào. Có lẽ đây là sức nặng của 50 vạn. Đại sư, giấy vẽ kia là sao? Nhìn Hàn Khả bị dọa khóc, Trần Dương khó mà nói được nghi ngờ đó là giấy làm bằng da người. Bằng không thì không đợi cậu cứu người, Hàn Khả đã bị hù chết trước rồi. Ngẫm lại xem, cô và một tờ giấy vẽ bằng da người ở chung sớm chiều một tháng nay. Mà giấy vẽ được đặt ở tủ đầu giường, cô còn thường lấy ra kiểm tra, có lẽ còn dán lên mặt cọ cọ hai cái. Nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc. Trần Dương hàm hồ nói, chính là tà thuật. Cái đó cậu vẫn ngồi trong phòng ngủ, chờ mà đêm buông xuống, bỗng cậu đột nhiên đứng dậy làm Hàn Khả sợ, vội vàng hỏi, đại sư, ngài muốn đi đâu? Đi toilet, tôi đi với ngài. Cô nghĩ thích hợp hả? Tôi đứng ở cửa. Hàn Khả vừa nói vừa cầm bình truyền dịch, thật sự muốn đi theo Trần Dương đi toilet. Cậu thật sự bất đắc dĩ, bèn dạy cô một khẩu quyết. Hàn Khả lắc đầu, cô học không vô. Cậu bèn bảo cô cầm ngón tay giữa trên bàn tay, cảm thấy không thích hợp thì dùng lực làm chảy máu. Tay đứt ruột xót, ngón tay giữa là gần tới tim nhất. Trong máu có dương khí tinh thiết nhất, tuy bây giờ cô bị tử khí quấn thân nhưng vẫn có thể chống cự được một đoạn thời gian, có việc gì nhớ kêu cứu mạng. Hàn Khả vội vàng gật đầu, cầm chai tiền dịch đặt lên cái giá rồi nằm lại giường, gắt gao nắm chặt ngón tay giữa.